Hello, xin chào cả nhà. Thanh Hóa gửi lời chúc tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em buổi tối vui vẻ ha. Nè, Thanh Hóa tiếp tục test bộ lo 2 trong 1 ha. Ngoại hình còn đẹp, máy móc nguyên zin ha. Cái lọ ở dưới đít nó bị mớp nè, dân chuyển bị mớp nè. Ngoài ra nguyên zin hết ha. Giờ mình bán em này giá là 500 ngàn ha. Rồi mời quý khách thưởng thức nhạc ha. Nó có bộ chỉnh nhạc bên đây nè ha. Tắt mở nè ha, này tắt nè. Tắt đó, mở nè. Lớn nhỏ. Nó nhỏ mà hát không được lắm. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm qua Zalo, Facebook, YouTube hay Chợ Tốt giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.